Mời quý vị và các bạn đón xem chuyên mục trang địa phương do Đài Phát thanh Truyền hình huyện Quan Hóa thực hiện tuần này. Mở đầu chương trình là phần tin, tiếp theo là phóng sự Quan Hóa phát triển mạnh mô hình sản xuất rừng gỗ lớn hiệu quả kinh tế cao. Sau đây mời quý vị và các bạn đón xem nội dung chương trình. Sáng ngày 20 tháng 10 năm 2019, Ủy ban dân xã Phú Nghiêm huyện Quan Hóa tổ chức buổi lễ đón nhận quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Phú Nghiêm là xã miền núi, điều kiện kinh tế xã hội khó khăn. Năm 2012, khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, xã chỉ đạt 5 trên 19 tiêu chí. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, những năm qua, xã Phú Nghiêm đã chủ động triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp như tổ chức tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức nhằm truyền tải mục đích, nội dung, ý nghĩa của chương trình để tạo sự đồng thuận của toàn dân trong xây dựng nông thôn mới tập trung phát triển sản xuất, hình thành các mô hình sản xuất có hiệu quả nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, chú trọng công tác bảo vệ môi trường. Cùng với đó vận động nhân dân kêu gọi con em xa quê đóng góp xây dựng quê hương. Xã đã huy động được 65.706 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới. Cùng với sự tập trung lãnh đạo của cấp ủy chính quyền địa phương và sự đồng thuận của người dân Xã Phú Nghiêm đã huy động tốt các nguồn lực, nguồn vốn, các chương trình dự án lồng ghép, dự án hỗ trợ từ ngân sách cấp trên, kêu gọi sự hỗ trợ của con em xa quê, sự đóng góp của nhân dân để xây dựng và hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới. Từ nguồn kinh phí huy động được, xã đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu công trình như xây dựng, cải tạo 8,8 km đường giao thông xã và đường từ trung tâm xã đến huyện, xây mới 3 trên 3 nhà văn hóa bản, 2 trên 2 trường học đều đạt chuẩn quốc gia. Hiện bình quân thu nhập của người dân trong xã đạt 33,18 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 5,94%. Tại buổi lễ, từ ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Lương Văn Tưởng, trưởng ban dân tộc tỉnh, lãnh đạo văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh đã trao bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 và tiền thưởng 1 tỷ đồng cho đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phú Nghiêm. Nhân dịp này, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Quan Hóa đã tặng thưởng cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phú Nghiêm 200 triệu đồng và nhiều tập thể cá nhân cũng đồng Ủy ban nhân dân xã Phú Nghiêm khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới năm 2019 tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, trong khi không ít nơi người dân có tư tưởng bám nghèo để hưởng chính sách ưu đãi của nhà nước, thì tại xã Hiển Trung, huyện Quan Hóa, nhiều hộ nghèo đã xung phong đăng ký thoát nghèo sau một thời gian đi làm ăn xa quê. Gia đình anh Lò Khăm Bình ở bản lóp xã Hiền Trung thuộc diện hộ nghèo của xã. Nguồn thu nhập chỉ trông chờ vào mấy sảo ruộng và vài trăm gốc luồng nên cuộc sống gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng từ khi làm việc tại công ty Samsung Bắc Ninh, vợ chồng anh đã có thu nhập ổn định, con cái có điều kiện tốt hơn để học hành. Bằng tiền lương của hai vợ chồng, gia đình anh đã xây dựng được nhà, mua sắm được các vận dụng có giá trị, đời sống được nâng lên và tích cực đóng góp cùng với bản xây dựng nông thôn mới thì hai vợ chồng vẫn làm nhau là đi ra ngoài làm thì cũng có bạn bè đi trước rồi dù qua lời đi ra ngoài làm thì hai vợ chồng vẫn làm nhau là ra ngoài có đi làm thì năm nay năm thứ ba hơi chồng làm thì hai vợ chồng mỗi tháng làm ổn định việc rất tốt đối với xã Hiền Trung số lao động đi làm ăn xa khá lớn và càng ngày càng tăng thậm chí có gia đình có đến 3 đến 4 người đi làm ăn xa theo thống kê của xã Hiền Trung, hàng năm trên địa bàn xã có khoảng 700 đến 800 lao động, chủ yếu trong độ tuổi từ 18 đến 35 đi làm ăn xa. Số lao động này chủ yếu vào Sài Gòn làm công nhân trong các xí nghiệp may mặc, các công ty xuất nhập khẩu hoặc đi làm thuê cho các chủ thầu tư nhân. So với dân số thì cũng khoảng tầm 40%, đấy 40% trong cái độ tuổi lao động này là đi làm thuê ở ngoài. Để làm thì ở các tỉnh ngoài Thì chúng tôi vẫn thấy cái mô hình Và vận động đi làm ăn xa về ấy, Thì nó có cái hiệu quả kinh tế thực sự như vậy Thì cho nên là chúng tôi cũng tuyên truyền và vận động Cái số cặp vợ chồng đang còn trẻ Và các cháu thanh niên Học xong lớp 12 Học xong lớp 9 Không còn học tiếp theo đi nữa Các trường thì vận động cho đi lao động Đi làm thuê kiếm tiền ở ngoài về Để mà làm phát triển kinh tế hộ gia đình Với là xây dựng cái địa phương không phải ai cũng muốn đi xa quê để làm ăn, không phải người nông dân nào cũng muốn rời bỏ ruộng vườn của mình để bon chen nơi thành phố mưu sinh. Thực tế đã có những người nông dân đã biết làm giàu ngay trên chính mảnh đất của mình, nhưng những trường hợp như vậy chưa nhiều và quan trọng là không phải ai cũng nghĩ được cách làm và đủ điều kiện để làm giàu. Chính vì vậy, việc nhân rộng những mô hình sản xuất, những lớp tập huấn về canh tác, sản xuất nông nghiệp hay phát triển các làng nghề nông thôn thực sự cần thiết để lao động nông thôn không phải đi làm xa. Thiết nghĩ trong thời gian tới, huyện Quan Hóa cần có nhiều chính sách hơn nữa trong việc thu hút các nhà đầu tư, các doanh nghiệp về đầu tư sản xuất, từ đó góp phần giải quyết việc làm cho lao động của địa phương. Việc thực hiện quyết liệt đồng bộ các chính sách giải quyết việc làm cho lao động sẽ giúp khai thác lợi thế nguồn lao động dồi dào ở địa phương, tạo nguồn thu nhập ổn định để người lao động thoát nghèo bền vững và góp phần phát triển kinh tế xã hội huyện nhà. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay bên cạnh việc trồng rừng sản xuất, tạo thành vùng nguyên liệu gắn với công nghiệp chế biến, huyện Quan Hóa đã và đang thực hiện chủ trương phát triển rừng cây gỗ lớn nhằm đem lại giá trị kinh tế cao. Trong các câu chuyện của bà con hai bản cháo, bản ho xã Hiền Kiệt không chỉ quanh quẩn với việc tìm cách làm sao bán được nhiều luồng mà giờ đây đã dung giả thêm về việc tìm cách tăng vòng quay của đất, mở hướng làm giàu từ các cây trồng lâu năm như trồng lát, xoan, keo, là một xã biên giới tỷ lệ hộ nghèo chiếm 23,72%. Địa phương xác định phát triển lâm nghiệp là hướng đi xóa đói giảm nghèo bền vững. Loài cây đang được đẩy mạnh phát triển ở Hiền Kiệt là các loại cây gỗ lát, xoan và keo. Theo số liệu mới nhất, xã hiện có 260 ha lát, xoan với 153 hộ gia đình tham gia. Có được kết quả về phát triển kinh tế lâm nghiệp, trồng rừng là do khoảng 10 năm trở lại đây, Hiền Kiệt xác định phát triển kinh tế rừng là hướng đi chủ đạo. Hiện nay ở bản cháo, bản ho, các hộ trồng rừng đã có thu nhập trung bình 50 triệu đồng một năm. Những hộ có diện tích trồng lớn và trồng rừng lâu năm đã có mức thu nhập đạt từ 150 đến 200 triệu đồng một năm. Để thực hiện tốt chủ trương phát triển trồng rừng gỗ lớn, xã Hiền Kiệt nói riêng, huyện Quan Hóa nói chung đã và đang chỉ đạo các xã tập trung phát triển cây lát cùng một số cây như sao, trám, keo. Trong đó, vấn đề sản xuất cây giống gỗ lát để cung cấp cho nhân dân trồng rừng được địa phương đặc biệt quan tâm. À, về lâu dài à, xã sẽ tiếp tục chỉ đạo à, các bản xây dựng kế hoạch phương án khảo sát à, xem xét các tiểu khu à, rừng luồng nghèo kiệt phù hợp và được cấp có thẩm quyền cho phép để thực hiện việc trùng rừng à, thì thì địa phương và nhân dân sẽ dựa vào kế hoạch đó à, phương án để tiếp tục thực hiện làm sao cho có hiệu quả về công tác trùng rừng à, đồng thời đó là nguồn thu chính và làm công tác thoát nghèo cho bà con hai bản, bản cháo và bản ho. Để đẩy nhanh tiến độ trồng phát triển rừng hàng năm, đảm bảo đúng kế hoạch hiệu quả cao, ngay từ đầu năm, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn, các ngành chức năng vận động người dân tích cực trồng rừng. Do đó, cây giống, mặt bằng được chuẩn bị đầy đủ, đồng thời làm tốt công tác chăm sóc bảo vệ đối với những diện tích trồng rừng mới. Chủ trương của huyện là tuyên truyền hỗ trợ người dân ở những nơi có rừng, gắn bó với việc trồng rừng, lấy việc trồng rừng là kế sinh nhai huyện cũng thường xuyên cử cán bộ đi tìm hiểu, học tập những tiến bộ khoa học kỹ thuật về thăm canh rừng để áp dụng tại địa phương. Việc sử dụng giống cây lâm nghiệp có chất lượng tốt, tỷ lệ sinh khối cao ngày càng phổ biến. Cùng với việc định hướng chung của huyện về phát triển kinh tế lâm nghiệp, mỗi cán bộ chuyên môn của huyện còn phải đến từng hộ dân để tuyên truyền vận động người dân hiểu về lợi ích lâu dài của kinh tế rừng. Đến nay người dân đã tích cực tham gia phát triển kinh tế rừng. Tuy nhiên, đặc thù của cây gỗ lát là không trồng được dày và thời gian thu hoạch phải sau 20 năm cây lát trưởng thành cho thu hoạch, đường kính thân trên 40cm, có giá trị thời điểm hiện tại khoảng 20 triệu đồng một cây. Như vậy, có thể nói dù thời gian thu hoạch lâu năm, nhưng đánh giá tổng thể, cây lát mang lại giá trị kinh tế rất cao. Đầu tiên là cũng bà con dân là cũng chưa biết trùng cây là thế nào, mà trùng đến 2-3 năm sau là biết là cây lớn lên thì biết bà con dân là rất phấn khởi. Cây lát thì nói chung là lâu năm được thu hoạch nhưng mà cái lâu năm đó thì để khoảng 7 năm nữa hoặc là chục năm nữa thì được khai thác cái đấy là rất là thu nhập cho hộ gia đình và như dân là thoát nghèo vĩnh vững ạ. Để động viên người dân trồng cây lát, cán bộ thôn bản phải gặp gỡ động viên và nói cho bà con hiểu việc trồng cây lát hiện tại có thể mình chưa được thu hoạch nhưng con cháu mình sẽ thu hoạch. Hãy coi cây lát như của hồi môn để lại cho con cháu vì vậy để chủ trương phát triển rừng cây gỗ lớn được triển khai có hiệu quả, huyện Quan Hóa đã có những chính sách hỗ trợ nhân dân phát triển các cây trồng ngắn ngày có giá trị kinh tế trồng sen canh, trong khi chờ cây gỗ lát đến kỳ khai thác với phương châm lấy ngắn nuôi dài để người dân có thêm nguồn thu nhập ổn định cuộc sống gắn bó lâu dài với trồng rừng. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Trang địa phương đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi thông tin đến chương trình và đóng góp cho chương trình xin được gửi về theo địa chỉ phòng biên tập chương trình đài phát thanh truyền hình thanh hóa đại lộ hùng vương phường đông hải thành phố thanh hóa email btct ttv gmail com xin kính chào và hẹn gặp lại